Bây giờ hôm nay nói đến những cái chuyện cái máy nè. Thứ nhất, cái máy nhỏ này buổi tối phải cắm sạc vô. Nếu không cắm sạc thì nghe một chút nó hết pin. Và cái máy nhỏ này chỉ để dành niệm Phật và đeo trong cổ của mình. Hai vợ chồng hai cái. Tối nếu có một cái máy này thì mình mở lớn nghe chung. Còn không hai vợ chồng hai cái thì mình mở nhỏ vừa đủ mình nghe. Và tối nên mở Quan Thâm Bồ Tát ngủ. Vì sao? Vì bốn chữ, vì năm chữ Quan Thâm Bồ Tát mà mình ngủ nằm nghiêng nằm ngửa, không có áo mão mình không có chỉnh tề thì không có mang tội với Bồ Tát. Vô nhà vệ sinh nằm ngủ đến chỗ không sạch sẽ thì niệm năm chữ Quan Thâm Bồ Tát, còn không thì Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, đang áo mão chỉnh tề và đi bình thường không có chuyện gì gọi rằng là đến cái chỗ ô uế thì là bảy chữ Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát trong tâm. Thì nếu ai dùng cái cách là niệm trong tâm một câu hoặc hai câu rồi niệm thầm thì nó sẽ điều hòa giữa trong ngoài. Chứ nếu mà niệm thầm luôn á thì cái tâm nó cũng chịu không nổi, nó mệt. Mà niệm thầm trong tâm luôn á thì nó không quen, cho nên thành ra nó cũng hơi mệt. Hôm bữa chúng tôi thử ngồi vừa làm cái chú đại bi, chúng tôi ép nhựa đó, ngồi suốt luôn, vừa làm luôn 3 tiếng sau thì nó toát mồ hôi, trong người nó mệt, nó chịu không nổi, nó không quen. Năm chữ thôi, siết luôn chịu không nổi. Thì bảy chữ Quán Thâm Bồ Tát có bên trong là trong tâm nghe rõ ràng, có bên trong tâm thì Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, bên ngoài là bên trong tâm nó cái nhiệt, cái khoảng nó cách dễ vậy đó, còn bên ngoài là thầm giữa trong và ngoài trợ nhau, đừng chấp một cách cố định, đừng thầm là thầm mãi, đừng trong tâm là trong tâm mãi. Thì dùng danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì Ấn Tổ mới nói là niệm 62 ức. Hôm qua chúng ta coi lại trong kinh Phổ Môn đó, niệm 62 ức hằng hà sa các vị Bồ Tát khác, tức là ngoài danh hiệu Quan Âm, và y phục cúng dường giường nằm. Ý ông nghĩ sao? Ngài Vô Tận Ý nói công đức người này lớn lắm, phước báu người này lớn lắm. Thì Đức Phật mới nói này Vô Tận Ý, cái người niệm danh hiệu Quan Âm một thời lễ lại một thời cúng dường bằng với 62 ức hằng hà sa các vị Bồ Tát khác. Mới hồi tối mới coi kinh khủng không? Vì ngài là vị cổ Phật rồi, Phật A Di Đà cũng cần phải có ngài Bồ Tát Quan Âm để hỗ trợ, cho nên Ấn Tổ nó ngoài cái việc niệm danh hiệu Phật Di Đà thì thường niệm Quan Âm Bồ Tát để ngài che chở, ngài hộ trì nhanh, cho nên mình có tính tâm không thối chuyện. Đừng chấp chặt một danh hiệu Phật A Di Đà rồi có trở ngại, vì tính tâm chưa đủ cho nên gặp chướng duyên bệnh tật, gặp trở ngại cuộc sống rồi bỏ luôn. Chỗ này quan trọng, danh hiệu Quan Âm Bồ Tát chúng tôi nhắc. Năm chữ mở ban đêm ngủ, lỡ trong đó gặp ác mộng thì tự nhiên giật mình dậy nghe danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, ngồi dậy hoặc nằm. Ngồi thì hay nhất. Chú Linh hồi tối ông kể, tự nhiên tối ông ngủ ông gặp nhà sụp gì đó, ông sợ quá, ông thức dậy ông trì đại bi. Ngày xưa kêu ông trì đại bi ông đâu trì, bữa nay ông trì mỗi buổi tối 50 biến. Gặp ác mộng, gặp chuyện gì giật mình thức dậy, ngồi nghe Quan Thâm Bồ Tát một câu, mình Quan Thâm Bồ Tát một câu. Mà thường mà tâm mình nghe danh hiệu Bồ Tát Quan Âm ngủ thì ít có bị. Trong này có Quan Thâm Bồ Tát mở ra để nghe. Hằng ngày nếu mệt làm công việc thì mở ra để nghe, nghe công đức vẫn thù thắng. Giống như cái ông mà ông nấu cỗ chay, bữa thầy Tánh đọc, ông nấu cỗ chay gần cái chỗ Phật thất, cho nên khi con ông mất, con ông xin câu Phật hiệu, ông nói không có niệm Phật đâu. Rồi cuối cùng con ông nói câu Phật hiệu của cha nhiều lắm, cha con cho con đi, con chết an lành. Cuối cùng ông kêu lấy bao nhiêu nó lấy, cái nó chết an lành. Thì cái người hiểu biết nói ông nấu cỗ chay gần Phật thất cho Phật thất đó mà ông không có niệm, mà vô hình chung câu Phật thất đó niệm Phật nó vô trong tâm ông. Ông là vô tâm niệm Phật mà ông vẫn có câu Phật hiệu cho con ông. Còn ông mà cố ý, cố tâm, quyết tâm niệm Phật thì câu Phật hiệu nó càng nhiều mà càng đậm mà càng vi diệu nữa. Cho nên ngủ mở, niệm không được phải mở ra nghe. Mà niệm từ tâm khởi phát ra tiếng lọt vào tai thì mạnh nhất. Cái máy đỏ này bữa nay Việt Nam có sản xuất và mua được. Hôm nay là 2.000 cái rồi. Hôm nay ai chưa có cái máy đỏ này giơ tay lên.
cũng khá nhiều rồi chứ hả. Thì một số những người mới, hoặc giả là hôm trước mình đã xin có cái máy này rồi, hôm nay xin cái máy đỏ nữa, thì máy đỏ này mình mở ra để mình nghe, để mình tu cái âm thanh nó lớn hơn. Ở dưới đó mỗi khi chút điện, cúp điện, chúng tôi tu trong phòng, chúng tôi mở cái âm thanh này nó lớn ra để mình nghe mình tu. Thì những người hồi nãy giơ tay không có đó, thì sáng ngày mai ra cái phòng kinh sách đó là sẽ tặng trước cho cái máy đỏ này. Này cái MP3 nó không có hình. Bây giờ nói đến cái máy có hình là chắc là ai cũng, ai chưa có giơ tay lên. Rồi, ai cũng chưa có luôn. Thì bây giờ hôm nay phát cái máy hình này là như thế nào? Trong này nó có cái đoạn video hướng dẫn luôn. Và cái máy hình này là một gia đình được một cái. Ví dụ như ông anh rể thầy ở đây với bà chị ruột của thầy, hai người ở trong một căn nhà, thì chỉ lấy một cái, không được tham lấy hai cái. Vì một cái màn hình lớn này hai người coi đủ. Trong này có gì? Văn nhàn giảng văn sao với bộ văn sao nằm trong này có màn hình luôn. 2000 cái đặt 2 tháng nay, bắt đầu bữa nay đang chuyển trên đường lên. Hôm nay phát phiếu không được dành. Vậy đem cái phiếu này chút nữa thầy Phiên đưa quý vị về, quý vị ghi tên số điện thoại vô. Rồi ngày mai quý vị rảnh giờ nào đó, không có chen lấn, vô đưa cái phiếu trong phòng kinh sách, thì phòng kinh sách sẽ phát quý vị tối nay mấy giờ tới. Rồi hôm nay dán nhàn lên là để tặng cho quý vị cái máy này. Và một số người lúc trước họ xin xong họ ra ngoài kia họ bán lại. Và một số người hôm bữa giờ cũng là 5-6 lần xin 8, 10, 20 cái. Chúng tôi nói là mỗi người phải xin được một cái. Họ nói mấy bà già không có địa chỉ. Chúng tôi nói hỏi mấy bà già có con cái không? Họ kêu có, thì kêu con cái họ gọi đến. Mỗi bà già chỉ được một cái, hôm nay không cho nhiều. Cho nhiều họ xách đi bán. Có một số người như vậy, mà có một số người là có đạo tràng thiệt. Mà hình như chắc cũng có bán hay sao, 2000 cái nó hết dữ, nhanh dữ. Tính ra 3000 rồi đó chứ. 600 cái máy nhỏ này, 500 cái máy này, và bây giờ là 2000 cái máy này. Chúng tôi phát tâm chúng tôi cho, nhưng mà giờ họ lạm dụng họ bán thì chấp nhận thôi. Nhưng mà giờ có biện pháp rồi, bán không được nữa. Đạo tràng 100 người cũng phải 100 người gọi điện đến mỗi người một cái. Bà cụ đó không có biết nhắn tin địa chỉ vô điện thoại thì con cái phải giúp cho bà cụ đó chứ không cho. Hôm qua có cái người đó gọi đến chúng tôi lúng túng. Chú bảo cho nó bây giờ họ xin 8 cái, nói 8 bà già không có địa chỉ bây giờ sao? Tôi kêu gọi lại hỏi họ bà già đó có con cái có cháu chắc không? Kêu có, vậy kêu mấy người đó gọi xong họ im luôn, chắc cái đó cũng là gọi đến để xin để mà lạm dụng rồi. Họ không sợ nhân quả. Nói chúng tôi nói như vậy để cho đại chúng ở trong này đừng có tham. Cái máy này nó có phát ra đủ rồi thì có thể khỏi cái này cũng được. Để cho người khác. Lấy về để một đống không dùng mang tội. Tham Phật Pháp mà tham để đó thì coi chừng tổn phước mang tội. Giờ cái máy này phát một gia đình một cái, chút xíu để thầy Phiên sẽ phát thẻ. Cái phiếu này về ghi tên số điện thoại để làm gì? Để về sau mình biết người đó, người ta vô sinh nữa, tra trong danh sách hỏi họ tên gì, họ kêu Nguyễn Thị Mích là biết có trong sổ là xin thêm không được. Về ghi tên số điện thoại vào trong đó. Thì bây giờ ngày mai những người không có số điện thoại, một số những người không có điện thoại thì đứng xếp hàng chặt tự từ ở dưới lên phát trước. Còn có số điện thoại thì sẽ gì? Chia từ từ mấy thầy sẽ gửi sau. Chứ dồn cục vô luôn. Hôm bữa phát cái máy này cũng xô mấy thầy ngã luôn. Phát máy này cũng xô mấy thầy ngã luôn. Phát máy này cũng dành luôn. Bây giờ phát máy này chắc coi chừng quýnh lộ. Nguy hiểm vô cùng. Riêng cái chuyện phát máy mà cũng suy nghĩ đau cái đầu vô cùng luôn. Mình cái ổ Phật tử mình đáng lẽ là phải ngoan lắm chứ ta. Phải là từ từ, từ tốn rồi chứ làm gì mà giành giật dữ nha trời. Biểu hiện cái lòng tham ra. Cái này là tâm của Atula, vừa tham vừa giành vừa tranh đấu. Có cái gì đâu mà mày tranh đấu dữ vậy? 2000 cái thì trong này giỏi bao nhiêu người? 500 là hết đắt rồi, hết cỡ rồi. Cái gì đâu mà giành, đến phiên mình cái gì đâu mà giành. Đúng không? Thì trong cái máy đỏ này nè, là thầy Minh có viết ra cái vấn đề niệm danh hiệu Quan Âm với trì thần chú Đại Bi. Thì giờ đọc tới đọc lui trong đó coi. Thì bây giờ chúng tôi mới nói đến cái việc thần chú Đại Bi. Mỗi buổi chiều trong này là trì 50 biến.
đại chúng không vô đây được vì mình có bàn Phật. Mở cái máy này ra có 50 biến, chúng tôi chọn cái âm thanh vừa để tụng. Chúng tôi tụng thần chú Đại Bi hơn một năm mà sáng 25, chiều 25 bằng tiếng của mình tổng khí bỏ. Cuối cùng phải thâu vô cái máy để nương theo thì nó lại 50 biến không là gì. Có cái chú Đức Minh bên Úc, ổng xích tụng thần chú Đại Bi mà tụng vô bắt đầu 15-20 biến là bắt đầu là nhói ngực, khó thở, đau bụng, đau đầu, ngồi chịu không nổi. Cuối cùng chúng tôi kêu ông lên trang web của Lượng Thọ lấy 50 biến của chúng tôi xuống, ông làm một lèo hết 50 biến. Bữa đó ông kêu ổng sao khỏe quá, ông làm luôn một lần hết 108 biến luôn. Một lần một luôn, ngồi dưới đất luôn, chắp tay luôn, chúng tôi nói thôi. Không có gì, đừng có cái gì là ráng quá quá, bước đầu có đầu không có đuôi, thôi 50 biến ngồi trên ghế, khỏi chắp tay, hai cái tay mình chồng lên để trên đùi. Ấn Tổ nói đi kinh hành học lễ Phật thì mình chấp được. Bởi vì nó có xuống, có lên, có úp cho nên thành ra mình có thể chấp được. Còn lúc mà đi kinh hành thì để các hai cái tay để trước rúng á, thì nó không có bị tốn sức. Trì thần chú Đại Bi cũng như vậy luôn. Mà mắt mình không được nhìn tượng phủ xuống. Có thể dương dài hít cho sâu thoải mái luôn. Bởi vì cái hơi tụng Đại Bi là nó dài, có âm thanh tụng ra tiếng. Còn không mình thầm, mà chúng tôi thầm sao nó bị nghẹt mũi, nó sổ mũi, nó sặc mũi. Một là im lặng nghe luôn, còn hai là ra tiếng, chứ thầm chúng tôi làm không được. Thầm trong cái sổ mũi, nó nghẹt mũi, cái nó sặc luôn. Kỳ vậy, không biết sao, nó không có thông được hay sao. Một là im lặng nghe, còn hai là phải ra tiếng nhỏ. Nam mô Đại Bi ơi, nam mô Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhân, có người Đại Bi tâm nào lên đi, nam mô thì nó thông, nó thông trong cơ thể. Quan trọng cực kỳ cái chỗ này à. Một năm mấy nay có 25 biến là trước khi tụng Di Đà buổi sáng, chiều 2 giờ vô tu 25 biến mà chịu không nổi, 50 biến thấy không nổi. Vậy mà có mấy khỏe ra. Thì cái cách này đó thì cái vọng tưởng không vô được. Nghe cho rõ, nó có vô nó nháo nháo rồi nó văng, nó nháo nháo rồi nó văng, vô không được. Thì nếu 50 biến là gọi là trung bình, dẫu công phu niệm Phật, niệm Quan Âm bữa đó bị trễ nải, có cái này nó buồn, cái nền tảng nó giữ. Đó là Tổ Ấn Quang giữ mỗi ngày 50 biến. Còn ai 108 biến suốt 3 năm, không nguyện gì không thành, không khổ gì không tiêu, mà không có an lạc gì mà không có xuất hiện trong tâm. Hòa Thượng Tiên Hóa nói, bên đó mỗi lần họ vô Đại Bi một tuần là 24 tiếng đồng hồ luôn. Họ ngủ ngồi, ngủ một chập họ dậy, họ tụng tiếp thần chú Đại Bi bảo bọc ở vạn Phật Thánh Thành. Họ tu như vậy đó. Dịch bệnh gì là tiêu tan hết. Dẫn theo mấy đứa nhỏ Hòa Thượng Tiên Hóa đến cái làng bên Trung Quốc, dịch bệnh tụng chú Đại Bi hết sạch. Ấn Tổ tụng Đại Bi mà người nói nếu 108 biến rồi mà ban ngày không niệm Phật niệm Quan Âm thì vọng tưởng nó đánh mình cũng chịu không nổi, trong ngày Đại Bi cũng rớt luôn. Ấn Tổ chắc hơn là phải giữ thêm danh hiệu Quan Âm. Hoặc ai có duyên niệm Phật thì niệm Phật, mà chúng tôi khuyên hàng ngày nên niệm danh hiệu Quan Âm thêm để nó hỗ trợ cho thằng chú Đại Bi, thì nó vô công phu nó mới tiêu nghiệp. Mà khi nghiệp nó tiêu rồi tiếp tục niệm nữa để làm gì? Tăng trưởng công đức, phát sanh trí tuệ, tích lũy thiện căn để vãng sanh, chứ không phải tiêu nghiệp là xong đâu. Rồi bây giờ thầy minh lễ Phật.
cho đại chúng thấy. Thứ nhất, lễ sáu chữ mới tin luôn. Đại chúng trên này chưa ai biết luôn, mới tin luôn. Cái mới này thực sự thì không dùng khánh thôi, chứ không có gì hết. Và một câu trong máy và một câu thầy Minh. Và cái quan trọng là cái câu đó nó áp dụng vào trong cái cách lễ nó phù hợp. Ra ngoài, bên ngoài đây một chút xíu. Rồi giờ đứng xéo cách sao mà để cho nó rõ nè. Xích vô đây một chút nữa nè. Đứng xéo một chút. Rồi bây giờ nó như vậy nha. Bắt đầu từ ngày hôm nay, sáng ngày mai, bắt đầu sáng ngày mai tụng kinh Di Đà xong rồi lễ theo cái kiểu này, mở máy một câu trong máy, một câu mình, mà một câu trong máy là mình nhớ số 1, một câu mình là nhớ số 2, định tâm câu Phật hiệu trên số 6 số thôi, rồi quỳ thấp xuống một câu trong máy số 3, mà cái nhớ số mà mình niệm nhớ số thì cực kỳ khó, nhớ không nổi. Đang đi kinh hành chúng tôi nhớ số cũng khó, mà cái câu Phật hiệu này nó rời, cho nên nhớ số cực kỳ dễ luôn. Một câu trong máy là số 1, tính luôn trong máy. Một câu mình niệm là số 2, có thời gian để mình nhớ rất dễ. Một câu trong máy khi mình quỳ thấp xuống là số 3. Một câu lúc mình quỳ thấp là số 4, úp mặt xuống là số 5, và ngửa lên thầm trong tâm là số 6, rồi đứng dậy nghe câu trong máy là số 1 trở lại. 6 số thôi, không cần đến 10 số nữa, 6 số. Cực kỳ nhiếp tâm luôn, khỏe cực kỳ, vì cái thân nó nhịp điệu vừa phải, không nhanh không chậm. Hơi thở ra vô đều. Khi một câu của Giác Nhàn 1, 3, 5, một là đầu tiên, rồi mình là số 2, quỳ thấp là câu số 3 trong máy, và mình niệm một câu số 4 là đang quỳ thấp, úp mặt xuống là câu số 5, lẽ là trong máy là mình hít, mà úp mặt xuống không hít nhiều lắm. Vừa niệm câu số 4 hết là hít nhẹ xuống, thở ra, không có úp mặt xuống hít cho nhiều, nó sẽ bị khó chịu cái phổi sau lưng, nó cũng bị tổn khí. Đứng dậy, vừa bắt đầu nghe câu số 5 là đứng dậy, thì câu số 6 đó là thầm trong tâm. Câu số 7, câu số 6 thầm trong tâm, và câu thứ nhất trở lại vẫn là nghe trong máy. Hai câu này dưỡng hơi. Giờ bắt đầu lễ Phật 6 chữ theo cái âm điệu mới nhất bây giờ. Đại chúng dùng xem, tu tại nhà mở máy cũng được, vô đại chúng cũng được mới là hiệu quả. Hôm bữa giờ cứ lay quay hoài, một tháng 12 ngày hôm nay không biết là tu với đại chúng làm sao và tu với một mình như thế nào cho nó phù hợp. Thì cuối cùng cái cách này là lưỡng lợi, đại chúng cũng được, một mình cũng được. Bây giờ chú bá mở ra cái niệm Nam Mô Di Đà Phật, và cái file á, chúng tôi nãy copy đưa cho thầy phiên rồi mà mở không ra hình, chứ đúng ra có cái hình Phật A Di Đà, ba hình thầy tánh ghép vô bốn cái màn hình này mở lên là có Phật A Di Đà luôn. Mà lúc mình niệm, mình lễ đó, thì mình chỉ khép đôi mày mi xuống, đôi mày mình xuống, không còn nhìn Phật, thỉnh thoảng nhìn thôi, mà mở ra bốn cái màn hình này cực đẹp luôn, trang nghiêm luôn. Và cái này là chỉ cái bị bệnh tổn khí chúng tôi. Hôm trước cái cách mà hơi ra nhiều lễ ít của thầy tánh chúng tôi dùng một tháng nó đuối, chịu không nổi, không vô được. Thì chỉ có cách này là giúp người tổn khí cực kỳ khỏe. 50 biến đại bi xong xuống lễ Quan Âm, lễ Phật, trời nó còn sung mãn hơn nữa. Bây giờ bắt đầu mở ra, thầy Minh bắt đầu lạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà. Câu số 2 đó, câu số 2 đó. Mấy là câu số 3 đó. Rồi, mình là câu số 4. Nam Mô A Di Đà Phật. Úp mặt xuống nghe câu số 5. Úp mặt xuống nghe câu số 5. Lên im lặng không niệm ra tiếng câu số 6. Rồi tắt đi để hướng dẫn thêm nè. Khi đứng nghe một câu Nam Mô Di Đà Phật, tập trung lắng nghe, tâm định trên danh hiệu âm thanh A Di Đà Phật, nhớ số 1, không chạy đi đâu hết. Hít vô thì thôi, làm sao chạy tâm mới chạy đi đâu được. Rồi mình đứng đang niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật không tổn khí, đứng niệm không tổn khí, vô hại. Lúc mình đang xuống thì là mấy niệm, chứ mình không niệm cho nên không tổn khí, là câu số 3. Quỳ xuống là, ví dụ như giờ Giác Nhàn với thầy Minh diễn khỏi máy nha, bây giờ Giác Nhàn làm máy nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam
Câu này là câu gì? Câu này là câu thầm của cái người đứng lên, đúng không? Câu thầm. Mà khi mà một câu Nam Mô Di Đà Phật úp mặt xuống, mới nghe xong khi mình lên lại, nó rõ cực kỳ trong tâm Nam Mô Di Đà Phật. Còn khi mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật một câu, Nam Mô Di Đà Phật câu, Nam Mô Di Đà Phật câu, Nam Mô Di Đà Phật câu, là bốn câu đứng như lúc trước mình, thì mình đang niệm, đúng không? Rồi quýnh nghe đại hồng chung cái bon xuống, thì đứng lại bốn câu mà thấp xuống để lên, không có câu nào hết, trong tâm nhớ không nổi. Chỗ này là chỗ mà chúng tôi phải mất khá kỳ công hơn cả tháng, lay quay với lại sáu chữ thầm 334 thầy tánh, lay quay với cái kiểu mà đứng bốn câu rồi xuống, có đứng nhưng mà khi xuống rồi lên không có. Thì khi mình đứng mình hít vô, vừa dẫn nhàn niệm một câu là thầy Minh hít vô, cái chỗ này sáu chữ mà lẽ vô là nó díp hơn bốn chữ cực kỳ luôn, không biết sao. Lý do gì? Nó có khoảng trống để mình nghe, có khoảng trống để mình ở trong tâm, và có cái khoảng trống là cái thân nó rất nhịp nhàng, dễ chịu vô cùng, cực kỳ dễ chịu luôn. Thì chúng tôi thấy dễ chịu cái gì là dễ chịu thôi. Mở một cái máy ra là một cái tiếng, đúng không? Đây là cách lễ Phật Nam Mô Di Đà Phật, một tiếng hai tiếng không mệt. Người nào đang lễ hơi khó chịu mệt, ngồi xuống lắng nghe một câu của chúng tôi, một câu quý vị đang niệm ngồi, đi không được, cái này đi không được, cái này đi không được, 334 thì đi được. Quan Âm cũng y như vậy luôn. Đại Bi hồi nãy chúng tôi tụng cho quý vị nghe rồi đó. Ở nhà cũng phải nương máy, ra đạo tràng cũng phải nương máy, bỏ không Đại Bi là thua. Nhưng riêng lễ Phật phải có một câu trong máy, một câu mình, nó mới giữ nhịp đều. Cái gì mà đều đặn vừa phải, không gấp không quẩn, thì nó lọt cái câu Phật hiệu vô tâm. Giờ Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát cũng vậy. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Cái hay của cái máy này, thầy Minh đứng dậy đi, cái hay của cái máy đó là nó chừa cái nhịp khi mà mình đứng lên, nó vừa phải. Còn con người mình niệm micro, mình chừa cái khoảng trống để cho thầy Minh đứng lên niệm trong tâm không được, đúng không? Khi mà đứng lên hết câu số 6 là trong tâm á, thì câu số 7 bắt đầu là câu số 1 trở lại đó, thì cái máy chúng tôi cắt nó vừa phải một câu để trống, là cái máy nó vô lại đúng khớp luôn, đúng không sai một giây nào hết. Khỏi con người dẫn chúng. Đó là niệm Quan Âm sau khi lễ trì Đại Bi xong 1 tiếng 9 phút. Thường chúng tôi là 54 biến là 1 tiếng 15 phút, sau rồi ra lễ 1 tiếng không thành vấn đề. Lễ Quan Âm, lễ Di Đà một tiếng không thành vấn đề. Khỏe, càng lễ càng sảng khoái. Bởi vì người này người ta hít thở vô và chỉ có hai câu ra tiếng, một câu thầm, rồi ba câu trong máy nó dìu mình, thì đi về tới cực lạc là chắc cú chứ không chạy đâu. Cái này là khá kỳ công, anh em nên dùng thử đi, vô hại. Rồi, mở máy 334 lại để nghe thầy Minh niệm lại, và cái cách im lặng. Đại chúng thuần gần như là thuần 334. 334 là hộ niệm và có tu bên ngoài. Hôm nay lấy cái niệm Phật một câu trong máy giác nhàn thâu sẵn, cho được hộ niệm mới vô niệm sáu chữ trước luôn. Đổi lại cái cách đứng bốn, một câu giác nhàn, câu đại chúng, câu giác nhàn, câu đại chúng, nghe cái bon xuống. Nó chán trong cái lúc mà im lặng lên không có câu nào, chán lắm. Có tính tâm lắm giữ câu Phật hiệu thì nó còn sung mãn một chút, không hít thở nữa là rớt ngay luôn. Cái này chúng tôi khá kỳ công trong một tháng 12 ngày, anh em nên dùng đi, khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải nghi ngờ, khỏi phải nghiên cứu cái gì nữa hết, rồi khỏi phải kêu niệm như vậy sao nó chậm quá. Đừng mong nhanh lẹ, đừng mong nhiều, chậm chắc bền. Rồi mở 334 là xong đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xuống luôn, ba câu xuống rồi đó, xuống nhịp này luôn.
Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hai câu nhỏ nghe. Câu thứ 4 tức là câu thứ 7 vẫn úp mặt nghe luôn. Rồi bắt đầu lên. Nhớ câu số 8. Nhớ câu số 9 xá xuống. Câu số 10 đứng thẳng nè. Câu số 10 đứng thẳng im lặng luôn nè. Rồi bắt đầu hai câu nhỏ này nghe hít thở nè. Cái chỗ này làm không đúng nè. Mấy cụ trong phòng hộ niệm ham để niệm 4 câu là chết. Rồi ba câu. Nhớ số 3 xuống. Hít thở hai câu nhỏ. Hít thở hai câu nhỏ. Hít sâu vô. Xuống. Hai câu nhỏ. Nhớ lắng nghe thở đều. Không hít sâu gì cả. Nghe một câu kế tiếp là câu số 7 đó. Nhớ câu số 7 á. Hết câu số 7 lên. Nhớ trong tâm câu số 9 im lặng ngậm miệng nhớ. Câu số 9, câu số 8, câu số 9 là xá xuống. Câu số 10 đứng thẳng nè. Rồi nghe thêm hai câu nữa thì lễ hoài không mệt, thôi tắt đi. Riêng 3 3 4 là nhớ số ra tiếng, còn mấy câu nhỏ bỏ không nhớ. Ba câu đầu nhớ số 3, quỳ thấp hai câu nhỏ hít thở bỏ không nhớ. Bắt đầu câu số 4 nhớ tiếp đến câu số 6. Úp mặt xuống hai câu nhỏ bỏ. Câu số 7 bắt đầu nghe lên nhớ số. Nó có hai cái khoảng trống để mình cho cái tinh thần mình đủ để nó nhớ số. Hiểu không? Mà 3, 3, 4 hít sâu vô bởi vì niệm một hơi 3 câu. Đi kinh hành 4 câu như chú Linh ổng đi một hơi không nổi, ngắt làm hai hơi ra. Có hơi thở khác hẳn liền. Còn lễ ai Nam Mô Di Đà Phật 6 chữ á, hít vừa không cần nhiều. Bởi vì không có dùng cái câu nó dài, nó liên tục. Đúng không? Không dùng nhiều. Không dùng nhiều thì ít. Còn đại bi phải dùng hơi thở nhiều. Thì hôm nay Vắng Nhàn lên cúng dường cho đại chúng một tiếng đồng hồ là tu hoài đến cuối đời không hết. Thì giờ còn nói gì nữa không? Đâu nói gì nữa không? Cái chịu tu hay không thôi. Chứ giờ nói chi mất công. Chúng tôi phải soạn, rồi phải suy nghĩ, rồi phải lên, rồi quý vị phải mất thời gian. Rồi đạo tràng tu đó cứ xáo trộn hoài cái cách tu và giảng hoài. Hết giảng sư này đến giảng sư nọ thì tâm họ rối loạn lên, câu Phật hiệu không ổn được cho họ giữ, coi như rớt hết. Đạo tràng niệm Phật quanh năm là không có phải thường khuyên giảng. Lâu lâu lên khai thị nói cho họ cái cách họ nắm đó, họ tu biết đường về cực lạc rồi, mạnh ai nói về. Xong, không nói nhiều thì đạo tràng nó mới yên được. Còn thằng chú đại bi ai 50 biến là giá chót, không giữ được thì công phu yếu là nó quất một cái là văng luôn, rồi coi như là tuốt lốt luôn. Đại bi là giữ nền tảng để khích lệ mình tu. Người tụng đại bi một thời gian, cái niệm Phật, niệm Quan Âm cũng vậy. Bắt đầu cái tâm mình nó thay đổi, máu huyết thay đổi, gương mặt người ta tự sáng ra, da họ sáng sạch ra, không phải bôi một cái thứ kem gì hết đâu. Cái này nó thật lòng. Bôi kem là giả rồi, không có quan trọng đâu. Da người ta tự sáng sạch ra, da người ta tối sậm luôn là do máu nó bị cô động lại, cái máu nó độc và cái tâm họ quá xấu ác. Cái người da đen ngâm này không nói rồi. Cái người mà da đen ngâm nhiều lúc nó bóng sáng ra, chứ không phải là nó sáng như người da trắng. Da sáng sạch mà. Người trì đại bi, niệm Quan Âm, niệm Phật là da sáng sạch mà. Do tâm họ. Có người hỏi sao mà thân của con càng ngày càng xấu, kêu do tâm ông xấu. Bây giờ ông sửa cái gì, cái thân nó cũng xấu thôi. Ông muốn cho nó đẹp thì cái tâm ông đẹp, trang nghiêm, tỳ chú đại bi, niệm Phật, niệm Quan Âm, thì cái thân, cái tâm ông nó thanh tịnh rồi, cái tướng ông tự đẹp. Chỗ này hợp lý. Hiểu không? Thôi, giờ đây là 17 giờ, tức là 5 giờ 59 phút, đúng một tiếng đồng hồ. Giờ bắt đầu chúng tôi sẽ phát cái phiếu cho quý vị. Thì nói tự chung lại cái máy này 50 biến đại bi với A Di Đà Phật kinh hành, với lại là Nam Mô Di Đà Phật có câu khoảng trống để mình lễ, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát có khoảng trống mình lễ là coi như đủ rồi đó. Coi như đủ rồi đó. Hôm nay mình không dùng cái cách mà đứng một câu chúng tôi, một câu quý vị, một câu chúng tôi, một câu quý vị là nghe tiếng đại hồng chung xuống nữa. Cái này trơn tru không có khánh luôn. Xuống lên rất nhịp nhàng khỏi khánh luôn. Niệm Phật làm sao đơn giản nhất không có khánh mà nó lại nhiếp tâm được, thì nó mới lấy thấy là hữu hiệu. Mà nhớ nghe, nhớ lắng nghe từng câu, hết một câu mình mới xuống, hết một câu mình mới lên, chứ đừng có ngốc sớm quá. Bây giờ thí dụ như thầy Minh đi ra
cái cách lễ Phật á, thì Minh ra làm lại dợt một cái chỗ này một chút xíu về cái cách mà kéo cái ngay chỗ cái đùi mình nó có cái ống quần cái quần á, mình chỉ nhích nhẹ lên chút xíu, lấy hai tay nhích nhẹ lên chút xíu nè, nhìn thầy Minh nè. Bây giờ một câu chúng tôi rồi câu thầy Minh xong rồi mình kéo hai cái ống quần mình nhẹ lên cái vẫn chắp tay xuống để nó khỏi căng cái quần nè. Không còn phải lật cái tà áo hậu ra, không phải lật ra nhiều lắm đâu, mất thời gian lắm, nhìn nè. Bây giờ bỏ cái miro luôn, giác nhàn niệm một câu thầy niệm để mình làm cái ống quần á, thầy coi nhích nhẹ khi lên chống tay nè, coi thầy Minh nè. Thì giác nhàn mới nói cho thầy Minh, hôm bữa giờ cô không làm cái này, thầy xuống là thầy không nhích nhẹ cái ống quần cho nên nó căng cái ống quần ở đầu gối ra khó chịu vô cùng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chống hai tay lên này, chống là chống xuống lại chống lên thôi. Chống hai tay chứ không phải một tay, chống hai tay, cái tay nó nhiều nó đỡ cái thân lên luôn. Đó, hai tay luôn. Đừng có không chống hai cái đùi nó đuối, nó đau, nó chịu không nổi, nó căng cơ như chú Linh á. Hồi trước ông vô ông lại nhanh quá mà ông không có chống cho nên cái cơ nó căng như chịu không nổi. Cái tay này nhiều để phụ cho cái chân để nó đẩy cái thân lên. Khi xuống kéo ống quần lên lại nè, không niệm nè, nhìn nè, kéo nhẹ cái lên cái xuống coi, khỏi niệm gì hết. Rồi. Nhẹ nhàng không? Vừa kéo lên sơ nhẹ cái vẫn chắp tay vô xuống lại nè xuống rồi xuống rồi lên, chống hai tay nhẹ nhàng, chống làm sao cái tay nó phải có cái lực để nó đẩy cái thân lên, cái chân nó cũng đưa cái thân lên, từng chút như vậy đó thì nó mới khỏe, hiểu không? Chứ phải chống hai cái tay là mượn hai cái tay không mà cái chân không có, hoặc bỏ hai cái tay mà cái chân đi lên thì nó sẽ đuối, một cái làm nhiều quá chịu không nổi. Hai cái nhiều cái thân nhẹ đưa lên, lúc đó nghe hít một câu, hít hơi nhẹ đưa thân lên. Cái này là chúng tôi để ý từng chút mới có kinh nghiệm chỉ cho quý vị. Quý vị làm sai, quý vị mệt ráng chịu. Hiểu không? Đó, thì hôm nay những cái kinh nghiệm này đại chúng nên nhớ nha, để mà lưu lại và biết cái cách này. Thì thôi, một tiếng đồng hồ chúng tôi chỉ sinh hoạt với đại chúng như vậy. Giờ còn lại một tiếng thì bắt đầu đại chúng vô tụng kinh với lễ, tụng kinh với lễ 3, 4 thì mình lễ quen, mình đi kinh hành đây khỏi đi. Chỉ lễ theo cái cách như hồi nãy mở máy ra, dợt lại cái cách mà Nam Mô Di Đà Phật, hiểu không? Thử thôi. Quý vị thấy là nó dễ chứ mà vô lúng túng cho coi. Không quen là nó lúng túng đó. Bây giờ ai hộ niệm trở về lại hộ niệm bình thường. Rồi ai tu trong chánh điện vẫn tiếp tục tu một tiếng đồng hồ từ 5 giờ đến 7 giờ ra ăn. Nên ra ăn chiều, đừng nên để bụng trống. Nhịn quen rồi không nói mà cũng phải có một muỗng bột cho nó. Ấn tổ chiều cũng phải ăn một chút cháo, một chút bún, hoặc uống một chút bột gì đó. Sáng ăn cho no vô, trưa ăn vừa phải để mình nghỉ trưa, chiều khỏi luôn, hoặc là ăn ít, nên phải ăn một chút. Tại đại chúng ở đây xem trực tiếp, ngồi trong pháp hội là hữu duyên thù thắng. Bữa nay mạng internet bị hư, những người khắp nơi trên thế giới họ không có xem được trực tiếp, cho nên phải làm lại cái đoạn băng video này để cho quý Phật tử xem lại. Trong vòng một tiếng trở lại, hôm nay đại chúng công phu thời gian ít lại, bởi vì dành cái thời gian rất nhàn chia sẻ một số những cái điều quan trọng cho đại chúng. Thứ nhất là về cái việc mà từ khi giác nhàn ngưng giảng ngày mùng 2 tháng 6, dỗ bà cụ thân mẫu của giác nhàn là sư cô Liên Phương. Giác nhàn tính hôm nay là 1 tháng 12 ngày, hôm nay ngày 14 tháng 7. Trong 12 ngày chưa là bao, thời gian rất ngắn, nhưng mà nhờ có thời gian buông vạn duyên, không phải lo soạn bài giảng, không phải lo công việc gì hết, mấy thầy trên này thế giác nhàn lo rất là chu đáo. Hôm nay cũng lên cảm niệm cái công đức của quý thầy. Thầy giác nhàn đã chăm sóc đại chúng và lo cho Phật tử, cái đó là cái điều mà giác nhàn rất là tri ân. Vậy cho nên hình ra là cái việc mà để tu hành đó thì
phải có thời gian dụng công hàm dưỡng. Tổ sư Ấn Quang, Ngài đi trên cái lộ trình rất an toàn. Thì giác nhà mong đại chúng nên đi trên cái lộ trình mà đi trên cái bước của Tổ sư Ấn Quang thì không có du khê, không có dấp ngã. Con đường của Ngài là gì? Vừa xuất gia xong, tới đạo tràng của tổ thứ 11 là Ngài Mộng Đông Triệt Ngộ Thiền Sư, thọ lãnh cái pháp của Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư. Thực ra Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư là vị thiền sư đã thấu triệt ngộ tâm ngộ tánh rồi, nhưng mà chưa chứng, cho nên tiếp tục phải niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương để từ từ chứng được pháp thân thanh tịnh và hoàn toàn triệt chứng giống như một vị Phật, thì đòi hỏi phải về cực lạc. Ngay nơi Ngài Triệt Ngộ cũng phải về cực lạc. Chỗ này quan trọng, để ý nên đại chúng nên lưu tâm để ý chỗ này. Vì vậy cho nên Ngài không có thọ pháp ai mà Ngài vẫn phải đến cái đạo tràng của Ngài Triệt Ngộ ở 6 năm. Không có đi học đâu cả. Tiếp tục đến chùa Pháp Vũ 25 năm. Đến Linh Nham 6 năm là bế quan 6 năm tịnh tu. Cái bế quan của Ngài hay vô cùng. Không liên lạc với hai chúng tại gia cư sĩ nam nữ thôi, nhưng mà ở trong chúng vẫn hết mình làm việc sáng tối hai thời công phu, thay người làm việc cực nhọc. Ngoài thời gian là Ngài miên mật niệm Phật suốt 30 năm như vậy đó. Lắng nghe cho kỹ chỗ này. Hôm bữa giờ thì Vấn Nhàn cũng giảng hay nói, nhưng mà hôm nay nói nó có một cái tác dụng trong tâm rất mạnh. Vì con đường của mình đi là bắt đầu từ khi xuất gia, từ tấm bé đến nay hơn 30 năm lao mình ra làm việc, giảng hết chỗ này đến chỗ nọ, tỉnh này đến tỉnh nọ, nước này đến nước nọ. Cũng hên là cũng còn một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên còn quay về kịp. Và không có lập đạo nhiều đạo tràng, chứ nếu mà lập nhiều đạo tràng, tâm mình thì nhỏ hẹp phàm phu, nghiệp chướng sâu dày, cảnh thì quá rộng nhiều đạo tràng, cho nên thành ra tâm hẹp cảnh rộng, tâm khó chuyên nhất. Tâm của các vị có hàm dưỡng, có công phu, tâm Bồ Tát cảnh càng rộng càng chuyên nhất. Chỗ này Ngài nói trong văn sao. Hôm nay Giác Nhàn nói cho anh em huynh đệ, riêng quý Phật tử cũng vậy, phải có sự hàm dưỡng. Cho nên thành ra càng tu, mình thấy so với Ngài như là một con đom đóm trong một đống đống lửa quá lớn, một giọt nước trong biển đại dương. Mới có một tháng 12 ngày thôi mà mình thấy cái lời Ngài nói quá đúng. Nhưng vẫn chưa đến đâu hết, so với Ngài là 20 mấy 30 năm. 21 tuổi đi xuất gia, 55-60 tuổi bắt đầu mới ra làm việc một chút thôi, rồi hoàn toàn phải ở trong đó tịnh tu, và ai cần thì gửi thư đến. Vẫn giữ như vậy, Bồ Tát Đại Thế Chí biểu pháp như vậy. Không nghiên cứu lan man nhiều, mất thời gian. Ở đây có một số các chú cư sĩ, một đống sách ở trong phòng, quá nhiều sách kinh luôn, đa thư loạn tâm, đọc nhiều sách không có chuyên nhất, tâm không có sức định niệm Phật, định huệ chưa đẳng trì, chưa có phát xuất được, cho nên coi nhiều loạn tâm, niệm Phật không vô. Thận trọng nhớ chỗ này. Nhưng mà họ là thích nghiên cứu rộng, cho nên quy tâm về câu Phật hiệu họ quy không nổi. Nhiếp vô thần chú đại bi họ vô không nổi. Nhiếp vô danh hiệu Quan Âm họ vô không nổi, vì đa thư loạn tâm được. Nhiều người hỏi Ngài bây giờ là có nên học nhiều kinh sách. Ngài nói ông niệm Phật cho nhất tâm đi, thành tựu công phu niệm Phật đi, ông học ít mà ông hiểu nhiều. Vì vậy cho nên thành ra đại chúng hết sức là hoan hỷ. Văn Nhàn vẫn thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng lên có một số những kinh nghiệm tu tập và chia sẻ cùng đại chúng để đại chúng áp dụng cho tốt, chứ không phải là giảng nữa. Hôm qua quý vị nghe Thầy Tánh có nói về cái việc đó, là cái người tu niệm Phật không buông sạch muôn duyên. Duyên gì cần cắt là cắt. Duyên giảng sư mình thấy càng giảng soạn bài nhiều, tâm để vào chuyện giảng,
là bên giả nhiều, hành nó không có chuyên nhất, cho nên thành ra phải bỏ đi. Nhưng không phải bỏ hẳn luôn, cũng phải lo cho đại chúng, hướng dẫn đại chúng trước dùng cái pháp của Ngài Ấn Tổ tự hành xong rồi dạy người. Tùy phận tùy sức, những người làm được công quả xây dựng thì nên xây dựng, nấu ăn thì nên nấu ăn, mỗi người tùy phận tùy sức. Ở trong chúng đừng rời chúng, tăng ly chúng tăng tàn, khổ ly sơn khổ bại. Có mấy thầy nhập thất lúc trước ở đây rồi về lại, một số thầy nói nghe mấy thầy nhập thất nói cảnh giới độ tu cũng an lạc nhưng mà không dám ra, sợ. Sợ thì còn căn lành, mà không sợ đi thì có chuyện. Đây là kinh nghiệm bản thân xương máu, chứ không phải nói trên đầu môi chắp lưỡi. Dân nhàn với thầy Nhũng Minh, với thầy Nhũng Tệ qua Mỹ sơ sát, không có đại chúng bảo bọc, chịu nổi. Đây là cái kinh nghiệm xương máu, chứ không phải là nói trên đầu môi chắp lưỡi đâu. Nhưng mà ai muốn đi học đi thì Dân nhàn rất hoan hỷ. Thời này cơm cao gạo kém, dịch bệnh, cho nên thành ra cái chuyện nuôi một con người không phải là dễ đâu. Nói như vậy không phải mình xua đuổi họ, mà họ không thấy đạo tràng này hợp cho họ và giúp cho họ cuối đời vãng sanh, họ ra đi hoan hỷ vô cùng. Mà cái chuyện ra đi này có phải đại chúng bị động, hay là chùa không tu, hay là có chuyện gì mà do tâm họ không có công phu rớt. Tâm họ không có công phu họ rớt, chứ không phải là do họ chúng có vấn đề. Chúng không có vấn đề. Rõ thẳng, nói thẳng là như vậy. Vì vậy cho nên đại chúng đừng bỏ bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tục Biên, Chánh Biên, Tam Biên. Sau khi công phu buổi chiều thì chúng tôi mở ra để nghe rồi đọc. Rồi mỗi ngày phóng sanh là thầy Nhuận Minh, hôm nay là đọc không bỏ. Hôm nay chuyển sang thầy Tánh qua thầy Minh, bởi vì thầy Tánh lo soạn tứ biên, soạn sách nhiều. Mỗi ngày thầy Nhuận Minh sẽ soạn ra đúng một tháng xong rồi quay trở lại. Phóng sanh mỗi buổi sáng 10 giờ rưỡi đều phóng sanh. Đại chúng trên này đừng bỏ phóng sanh. Giác nhàn không có mặt chứ không bữa nào mà bỏ. Tự thân mình rút túi ra lấy tiền tâm bảo 5 triệu bỏ phóng sanh. Mình chỉ bỏ tiền, mình không ngồi tham dự lễ thì nó không có phải lý lẽ. Sự lý nó không viên dung, phải ngồi làm lễ chứ. Không bỏ. Đại chúng đừng nên bỏ phóng sanh. Tuy rằng mình không trực tiếp qua màn hình nhưng mà nó có tác dụng đó. Mỗi ngày mình đều nghe phóng sanh, và nhất là những cái lời văn sao thầy Tánh soạn, bữa nay thầy Minh soạn. Soạn một tháng xong rồi không phải soạn nữa, soạn nó tốn hao tâm lực, rồi tiếp tục cứ đọc lại, đọc tới đọc lui những câu chuyện ở trong đó. Khỏe cho người soạn. Đừng nên bỏ. Đó là cái chuyện hôm nay nhắc nhở những điều này, đại chúng nên lưu tâm. Không nói nhiều, nói nhiều quá là quên hết đó. Đó là nhắc phóng sanh nha, không nên bỏ. Mình không bỏ tiền túi ra 5 triệu, 1 triệu, 2 triệu, 100 ngàn mình thấy bình thường phải không? Không bình thường đâu. Nó nhắc chỗ này để đại chúng nên lưu tâm, đừng xem thường phóng sanh, vì nó kéo dài thọ mạng không bình hoạn. Lúc lâm chung tất cả súc sanh mà hôm nay mình có duyên để mà mình tưởng đến, mình ngồi mình làm lễ, lúc đó nó đến nó hộ trì cho mình. Đó, cái việc phóng sanh chúng tôi nhắc nó như vậy. Có những bữa internet nó bị đứng thì lúc đó chúng tôi hồi nãy nói chú Duyên ông xuống ông quay lại xong rồi ông sẽ đưa lên trên mạng, mình tiếp tục coi được hết. Những người mà chưa giờ hiện tại đã mạng đứng không phát được thì họ nghe lại cái đĩa này để họ biết là chúng tôi không bao giờ bỏ phóng sanh. Cứ một tháng là một ngày là 50 triệu, một tháng là 150 triệu, trong lúc dịch bệnh này làm luôn như vậy. Thực sự mà chân thật làm đi thì không có thiếu đâu. Đó là nói về cái chuyện phóng sanh. Còn nói về cái chuyện hộ niệm nó như vậy. Hôm trước chúng tôi kêu mấy thầy xuống để hướng dẫn cho các cụ, các chú, mọi người trong ban hộ niệm để lễ 3, 3, 4 cho nó đúng á. Nhưng một số người lễ nó sai. Còn một chút xíu siêu nữa thôi. Trước khi vào câu thứ nhất, hai câu nhỏ mình im lặng, hít nhẹ vô. Khi mà tâm mình đặt trên hơi thở, hít vào thì đây gọi là định tâm trên hơi thở. Rồi niệm A-di-đà Phật là định tâm trên câu Phật hiệu. Nếu không hít vô tâm suy nghĩ lung tung thì cái này gọi là tán tâm niệm Phật. Người nhớ hơi thở, hơi thở nó vô trong đó mà hít để niệm Phật, không cần hít nhiều quá
Hít như vậy là nhiều quá nè. Nó thừa cái hơi thở, nó làm cho mình mệt. Vừa đủ thôi. Trì thần chú đại bi chúng nữa chúng tôi nói hít sâu được. Bởi vì cái bài thần chú nó liên tục và mình có thể tụng ra tiếng thì mình có hít sâu tùy theo khả năng của mình. Nhưng mà niệm Phật thì cái khoảng như vậy là vừa. Khi nó vô đủ cái không khí và tâm định trên hơi thở gọi là định tâm niệm Phật. Người không nương hơi thở niệm Phật gọi là tán tâm niệm Phật. Chúng tôi để ý chỗ này, đại chúng nên nhớ. Quên hơi thở bắt đầu tâm nó chạy. Và lúc niệm Phật nó vẫn xen tạp vọng tưởng vô thì phải nhớ số. Tổ nói nếu không nhớ số thì Ngài cũng chịu thua, không vô tâm muội được, không nhất tâm được, phải nhớ số. Khi nhớ số, tâm định trên câu Phật hiệu, định trên số là định tâm niệm Phật. Khi mình lắng nghe, mình hít vô, đó là định tâm trên hơi thở. Lắng nghe câu Phật hiệu, định tâm trên hơi thở thì người này gọi là định tâm niệm Phật. Khác một trời một vực với tán tâm niệm Phật. Tán tâm là không nhớ số, niệm Phật bị suy nghĩ lung tung và không nhớ hơi thở gọi là tán tâm niệm Phật. Hai công đức này khác nhau một trời một vực. Đại chúng nên nhớ chỗ này. Đi kinh hành để hít thở khó hơn là lễ và ngồi. Đó. Thì như vậy trong phòng hộ niệm vừa rồi chúng tôi được nghe đó là người mất là phải tắt mấy quạt gió, đốt 5 cây đèn cầy để khử mùi độc. Không nên như vậy, đèn cầy nó nhiều quá, cái mùi nó hôi và nó nóng, người hộ niệm chịu không nổi. Tắt luôn cái máy không khí thoáng như vậy là người còn sống ngộp chịu không nổi. Thì không định tâm an vui để niệm Phật hồi hướng cho người mất. Cho nên chúng tôi nói thầy thiện với chú Hiền bỏ cái đèn cầy. Hồi xưa thì nguyện một số người bày ra làm cái chuyện này. Lúc ít người niệm Phật thì cần phải có đèn cầy để khử mùi. Hôm nay nhiều người niệm Phật đạo tràng mát mẻ rồi, khỏi chuyện này. Riêng phòng hộ niệm khỏi đốt đèn cầy khi người mất. Hoặc giả chỉ một cây cho nó ấm áp nhẹ nhàng thôi. Không khí vẫn mở lên thoáng mát. Khỏi niệm dồn dập như hồi xưa chúng tôi chỉ đối đáp A Di Đà Phật, bên này A Di Đà Phật, bên này A Di Đà Phật, vẫn niệm 3-3-4 bình thường. Đó là những cái điều hôm nay chúng tôi dặn ban hộ niệm nên nhớ. Riêng cái phòng hộ niệm chút xíu nữa thầy Nhuận Binh cũng sẽ lại 3-3-4 lại. Và lúc đứng lên á, lúc mình đứng lên á là úp mặt xuống hai cái câu nhỏ kề bên từ 4 câu cuối là từ 7 đến 10 á. Thì hai cái câu nhỏ đó mình im lặng, hít thở nhẹ nhàng thôi. Và câu số 7 tức là bước sang sau câu 3-3-4 thì câu số 4 tức là câu số 7 á, vẫn còn lắng nghe. Rồi hết câu số 7 rồi bắt đầu là mình lên, đứng lên, không niệm. Nhưng mà Phật tử nói đứng 3, quỳ thấp 3, còn úp mặt xuống không niệm, đứng lên phải niệm thêm 4 câu nữa chúng ta thiếu, ông Phật ông buồn. Niệm kiểu này tổn khí bệnh chết luôn, nguy hiểm vô cùng. Hôm bữa chú Linh ổng không có vô cái ngày giấc nhàn chỉ á, cho nên thành ra giấc nhàn kêu ổng lễ Phật, ổng lễ Phật mà ổng làm đúng y như giấc nhàn. Và ổng đứng dậy ổng kêu khỏe, cái chừng 4 câu sau không niệm luôn. Một câu còn úp mặt xuống là câu số 7, câu số 8 đứng dậy, câu số 9 xá xuống, câu số 10 đứng thẳng. Và còn hai câu nhỏ đó vẫn im lặng để lắng nghe hết vô, thoải mái vô cùng. Nhớ cái chỗ này, như mấy cụ ham thì có chừng bệnh. Tổ sư Ấn Quang nói không nhiều, không nhanh, làm sao phục được vọng tưởng, nhiếp vào trong câu Phật hiệu được là thành công. Hôm nay có cái nhà địa tạng, hồi trước để cái góc ngoài kia chút xíu, đại chúng đi ngang qua ngang lại, người ta ngồi vô nhỏ quá, thì chúng tôi dọn đi mà không biết làm chỗ nào. Ở trên này đụng đến chuyện xây dựng phải xin phép, mà đất này chưa có phải tôn giáo, chỉ là chánh điện này thôi, còn bên ngoài không phải tôn giáo, làm vất vả vô cùng. Và chúng tôi mới ngồi nói chuyện lại với mấy anh em thì sẽ làm một cái nhà cửu quyền, trong đó có ngài địa tạng. Và cái nhà cửu quyền này là có cái chỗ để hũ cốt 49 ngày xong rồi đem đi đổ, chứ không có để hũ cốt luôn trong đó, không có chỗ nào chứa. Và cái tên của cái người mà vừa mất đó, hũ cốt 49 ngày đi đổ rồi đó, thì thầy phiên sẽ làm một cái hoa sen gọn nhỏ thôi, rồi có cái tên của mình trên đó dán lên trên cái vách. Bắt đầu từ người mới, chứ không phải là bây giờ ào ào đem tên của ba mẹ thầy vô trong đó, ba mẹ thầy Minh rồi dán cùng hết trên đó thì không có đủ chỗ.
Thì bây giờ những người nào mới đó, thí dụ ngày mai có một cô đó ra đi, chúng tôi làm xong một tuần nữa thì cái người mà ngày mai ra đi cũng chưa vô. Khi nào làm xong cái nhà rồi bắt đầu người mất rồi cho vô. Bây giờ ai đợi muốn nhà địa tạng xong mất rồi vô thì đợi. Bây giờ chưa? Bắt đầu mất ngày đầu tiên làm xong nhà địa tạng cho vô. Vô là hũ cốt để đó 49 ngày xong đi đổ. Rồi có cái tên, vừa hũ cốt vô là có cái tên dán cho nó. Làm đẹp cực kỳ mà rắp ráp, rất đơn giản, không dính líu chuyện xây dựng. Làm rất gọn trong một tuần xong cái nhà. Ai có muốn đi thì đợi tuần xong đi vô. Là cái nhà địa tạng đó là cái nhà cửu quyền. Mà chùa nào cũng có cái nhà cửu quyền, riêng chùa mình lại không có. Thờ bên kia ông bà thân phụ, ông bà cụ của thầy chút xíu nhỏ quá, mà đến bữa nay chúng tôi mới suy nghĩ ra phải làm cái nhà cửu quyền như vậy. Nếu mình không làm thì các vị hương linh ở đâu? Hương linh đó họ thích ở đâu họ ở đó. Cũng như người còn sống, họ thích ở đây vài bữa cái họ thích đi chỗ khác, chuyện cũng khó. Mấy thầy mình đây mà thích ở đây vài bữa rồi còn đi chỗ khác, đừng nói hương linh. Hương linh họ nghĩ cái là họ đi qua tới Mỹ à. Cái chuyện đó là cái chuyện mình làm, đó là mình làm cho các vị hương linh, những người mất bắt đầu mới và những người đã mất rồi còn lưu trú ở đây thì cứ diệt vào trong đó trú ngụ. Và tượng địa tạng đẹp trang nghiêm, làm thiệt trang nghiêm, và trong đó luôn luôn mở kinh địa tạng, hoặc giả là lời của Hòa Thượng Thích Không giảng địa tạng, hoặc là niệm danh hiệu Phật rồi gì đó mình mở trong đó. Nó cái nhà địa tạng chúng tôi thông báo, mà riêng chúng tôi hôm nay nói cái gì là có người cúng trọn vẹn cái nhà rồi, cái gì không phải đóng tiền đâu. Riêng chùa chúng tôi là không bao giờ kêu gọi, làm cái gì đủ khả năng thì làm, còn không thôi đừng có bận lòng đến Phật tử, đừng có kêu gọi, đừng có. Cho nên Ấn Tổ ngày kêu ngày không có trụ trì, không xây chùa là bởi vì tăng ni đi quyên góp nhiều quá, ngày không muốn giúp những vị đó, chứ không có gì hết trơn á. Bây giờ quý vị cũng khỏi phải lo đóng góp gì hết cả. Có cô đó cô cúng luôn cái tượng địa tạng, cúng luôn cái nhà địa tạng, mấy trăm triệu cô cũng cúng xong rồi. Thì có cô kia cũng năn nỉ cho cô cúng cái tượng địa tạng bằng đá, thì chúng tôi chia lại cho cô đó rồi xong, giao cho mấy anh em ở đây làm, không phải suy nghĩ nhiều. Không phải hôm nay lên để kêu gọi. Kêu gọi nhiều lúc người ta cơm cao gạo kém, tiền không có, cái tâm ích kỷ của họ nói mình bày ra rồi bắt đầu quyên góp, mất công họ thối bồ đề tâm. Nói cho quý vị hiểu như vậy.